Quách Mỹ Mỹ nổi lên như một hot girl thế hệ 9X của Trung Quốc với chiều cao 1m63 cùng gương mặt khả ái, chân dài này tham gia nhiều hoạt động trong giới showbiz. Tuy sở hữu nhan sắc trời phú, nhưng Quách Mỹ Mỹ lại lừng danh nhiều tai tiếng. Cô từng thừa nhận độn cằm, nâng mũi, bơm môi, nhấn mí và tăng cỡ vòng một. Sau đó liên tiếp các vụ khoe khoang ô tô hạng sang, khoe hàng hiệu, khoe chồng tương lai giàu có. Đỉnh điểm hơn, sau World Cup năm 2014, Quách Mỹ Mỹ đã bị bắt vì tội danh bán dâm và đánh bạc. Câu chuyện về bức màn đằng sau sự hào nhoáng của một hot girl dần bị phanh phui. Khi bị bắt, Quách Mỹ Mỹ đã khai nhận ngoài cá cược bóng đá, cô còn đồng ý qua đêm với một số đàn ông, trong đó có cả người mà cô gọi là cha nuôi, tức doanh nhân Vương Quân. Mỗi lần, cô thu về khoảng 100.000 nhân dân tệ, hơn 343 triệu đồng. Người đẹp 9X đã vừa khóc vừa trần tình với kênh truyền hình rằng cô rất hối hận vì những gì đã làm. Sau khi chấp hành án tù, cô sẽ không bao giờ khoe của, đánh bạc hay đi ngược lại với đạo đức xã hội nữa. Có thể thấy, giới giải trí Hoa ngữ đang vô cùng nhiễu loạn bởi những cô nàng tài năng có hạn nhưng bất chấp thủ đoạn để có được hào quang nổi tiếng.